ở Việt Nam, rắn lục là một loài rắn có phạm vi phân bố khá rộng và là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con người vì khả năng ngụy trang với môi trường xung quanh của chúng. Đây là con rắn lục đuôi đỏ, một loài rắn độc nằm trong họ rắn lục. Thân của chúng có màu xanh, đuôi có màu nâu đỏ. Loài này ban ngày chậm chạp nhưng ban đêm chúng rất nhanh nhẹn. Con rắn này rất dễ bị kích động, cho nên tiếp cận gần những con mà nóng tính như vậy cực kỳ nguy hiểm. Đừng chủ quan khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhiều nạn nhân thấy chỉ bị đau nhức người vẫn tỉnh táo nên chủ quan không đến viện chữa trị đã xảy ra nhiều trường hợp đau lòng chúng ta nên cắt ngắn cỏ phát quang bụi rậm bởi đây là nơi trú ngụ của những loài rắn lục